Nếu không muốn bị mất răng thì hãy xem đến hết video này. Và đây thì chúng ta có thể thấy trên phim là hình ảnh của một cái hàm răng của một bác hơn 50 tuổi. Và đây là một cái hàm trên của bác ý và đang rất là lung lay. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh là răng lung lay theo các chiều không gian rồi. Lung lay theo kiểu nhún nhảy rồi. Và nếu mà một cái hiện tượng này nó xảy ra thì quả là một tình trạng đáng báo động. Đấy, anh em bác lấy tay thử lung lay trên cái răng xem tình trạng răng của mình như nào nhé. Ở đây thì bác ấy đang nói là bác không hề đau tí nào và không có khó chịu gì cả. Thế sao cái răng này nó lại hỏng mất hả Cường? Bây giờ bác không ăn được bên này nữa. Bác ăn bác mệt mỏi, bác khó chịu lắm. Thế thì sau khi mà thăm khám cho bác thì bác sĩ Cường nhận thấy là toàn bộ phần xương này bị tiêu hết rồi. Và ở phía bên đối diện thì cái răng nó bị vỡ đứt mất một nửa, khiến cho bác cũng không thể ăn được bằng bên trái, cũng không ăn được bằng bên phải. Thì bác buộc phải ăn bằng răng cửa. Và cái việc mà nó vỡ cả cái răng bên trái cũng như vỡ cả cái răng bên phải, nó khiến cho cái chất lượng cuộc sống của bác ấy nó giảm đi chắc là còn 1/3 thôi. Tại vì là đều cả hai bên răng ăn chính thì đều hỏng rồi, còn mỗi phần răng cửa thì cũng chả giúp nhai được cái gì cả. Ở đấy thì các bạn thấy hình ảnh ở trên phim là nó tiêu hết cả cái sống hàm và bác sĩ Cường đang chỉ con chuột rồi đấy. Đấy, thì mọi người nếu mà bị cái tình trạng mà răng lung lay mà không chữa sớm thì rất có thể sẽ bị tình trạng như bác này. Và với cái tình trạng như thế thì chúng ta sẽ chỉ còn một giải pháp, đó là nhổ bỏ và trồng chiếc chân răng nhân tạo như chỗ tay bác sĩ Cường đang chỉ đây. Các bạn có thể thấy được hình ảnh cái việc trồng chân răng nhân tạo nó cũng không quá phức tạp, nhưng mà nó một là tốn kém chi phí rất là nhiều. Còn trường hợp mà tiêu xương như của bác ý nặng như vậy, ngày hút đến 2 bao thuốc, mặc dù là nữ như thế này, thì thật ra là bác sĩ Cường hoặc là các bác sĩ chuyên về implant là thôi rất là lăn tăn, rất là ngại để mà làm cho những cái trường hợp mà không tuân thủ cái nguyên tắc về mặt y khoa như thế này. Đến răng thật nó còn rụng rơi đi thì nói gì cái chân răng nhân tạo, phải không các bạn?